Bạn nghĩ gì về câu nói này? Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền. Tiền thì không phải là tất cả, nhưng tất cả đều làm vì tiền. Và một câu nói nữa là hãy tận dụng giá trị mỗi ngày, bởi vì con người ta không sống được hai lần. Quý vị cùng suy nghĩ nha.